Các bạn đang nghe truyện tu tiên bất bại, chia đều vạn vật trên kênh TV Audio CV. Chương 1272, Huyền Nam Đại Đế Dựa vào cái gì? Ngươi ở trước mặt Bắc Thần Đại Đế hay là Thanh Đế, tính là cái thá gì? Mặt nhiễm đế quân lộ vẻ mặt chế nhạo nói. Con gái của ta, Thẩm Du Du, hiện tại đã bái nhập làm đồ đệ của Đạo Đế Cửu Phẩm, Huyền Nam Đại Đế. Phù Hải Đại Đế quát. Cái gì? lâm không bạch lộ ra sắc mặt khó coi hắn có nghe nói huyền nam đại đế cực kỳ thích vợ người ta chẳng lẽ trên đầu mình lại nhiều thêm một cái mũ xanh sao như vậy cũng khó trách phù hải đại đế khi thẩm du u biến mất lại không truy cứu trách nhiệm lâm gia thì ra là chờ ở đây huyền nam đại đế bắt thần đại đế nghe thấy cái tên này hai mắt hiếp lại bắn ra ánh sáng lạnh lẽo như hàng kiếm khiến phù hải đại đế giật mình hay lắm lão nhạc phụ của ta thì ra Thẩm Du U mất tích, đi nơi nào, ngươi sớm đã biết rồi, ta nói ngươi lúc đầu hùng hổ đến chất vấn ta, sao cuối cùng lại rộng lượng nói, nể mặt mũi Lâm Yên, tha cho Lâm gia ta, ta còn tưởng ngươi thật sự là nể mặt mũi Lâm Yên mới tha cho Lâm gia ta, bây giờ ta mới xem như hiểu được, Thẩm Du U đã đội cho ta một cái nón xanh rồi. Lâm Không Bạch sắc mặt khó coi nói với Phù Hải Đại đế, Con gái ta với ngươi, chẳng qua chỉ là nhất thời hứng khởi. Ngươi cả đời vô vọng đạo đế tứ phẩm, để con gái ta tiếp tục đi theo ngươi, thì còn có tiền đồ gì nữa? Phù hải đại đế hừ lạnh nói. Vậy lúc đầu ngươi vì sao lại ép ta cưới nàng? Lâm không bạch lạnh giọng nói. Bởi vì con gái ta lúc đó thích ngươi, ta làm cha thì phải thỏa mãn nàng. Phù hải đại đế nghiêm trang nói. Cho nên, ngươi mới dạy ra một đứa con gái, vứt bỏ trượng phu. Mặt nhiễm đế quân cười nhạo một tiếng, ta nghe nói huyền nam đại đế tuy rằng rất thích phụ nữ có chồng nhưng chưa từng ép buộc người khác chỉ có những phụ nữ có chồng bằng lòng huyền nam đại đế mới mang đi hoặc là thu làm thiếp thất hoặc là thu làm đồ đệ vốn dĩ chuyện này ta chỉ là nể mặt mũi thanh đế mới ra tay ngươi sống hay chết ta không quyết định nhưng nếu ta biết được con gái ngươi đi theo huyền nam đại đế vậy thì tốt lắm các ngươi hôm nay chắc chắn phải chết tắc thần đại đế lúc này chậm rãi mở miệng nói với phù hải đại đế vốn đã báo ra chỗ dựa cho rằng mình có thể sống sót phù hải đại đế nghe thấy lời của bắc thần đại đế nhất thời thần sắc cứng đờ mặt nhiễm đế quân gian xảo ghé sát vào tay phù hải đại đế nhỏ giọng nói không phải chứ không phải chứ không phải còn có người không biết huyền nam đại đế và bắc thần đại đế là kẻ thù không đội trời chung chứ lúc đầu huyền nam đại đế nhìn trúng vợ của bắc thần đại đế tuy rằng huyền nam đại đế không dùng vũ lực với vợ bắc thần đại đế vợ bắc thần đại đế cũng không có việc gì nhưng bắc thần đại đế vẫn truy sát huyền nam đại đế ba vạn năm ngươi thật sự không biết chuyện này sao phù hải đại đế nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng bệch chuyện này hắn thật sự không biết mặt nhiễm đế quân bừng tỉnh đại ngộ ngươi không biết cũng bình thường dù sao lúc đầu chuyện này xảy ra không lâu đã bị huyền nam đại đế dùng thế xét đánh không kịp bưng tai áp xuống có lẽ lúc đó ngươi đang bế quan lần này ngươi thảm rồi thật sự sống không nổi rồi nghe lời của mặt nhiễm đế quân phù hải đại đế hai chân mềm nhũng liền muốn quỳ xuống đất mà cùng lúc đó bắc thần đại đế vung tay áo một cây trường thương to lớn như núi mênh mông vô ngần xuất hiện trên không trung phù hải đại đế thần uy vô tận dân trào chấn động ba ngàn thế giới không 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 là một đạo đế tứ phẩm phù hải đại đế ở dưới uy thế mênh mông này nhỏ bé như con kiến hôi trường thương bắc thần đại đế ngưng tụ còn chưa hạ xuống vì thế vô song kia đã ép phù hải đại đế quỳ trên mặt đất thân thể phát ra tiếng kẽo kẹt trên da xuất hiện từng vết nứt ầm uhm, theo một tiếng vang thật lớn thân thể và thần hồn phù hải đại đế vỡ vụn như đồ sứ tại chỗ cuối cùng hóa thành tro bụi hừ không chịu nổi đánh mặt nhiễm đế quân cười lạnh một tiếng bắt thần đại đế vung tay áo lại thu hồi hư ảnh trường thương mênh mông vô ngần kia đều nói huyền nam đại đế chỉ thích phụ nữ có chồng, sẽ không ép buộc, nhưng hắn lại dám đánh chủ ý lên vợ ta, ầy, thật ngại quá, có chút thất thố, để thanh đế chê cười rồi. Bắc thần đại đế cười với Lý Chu Quân, ta đây tự phạt ba chén rượu. Nói xong, Bắc thần đại đế ngửa đầu uống cạn ba chén rượu. Lý Chu Quân cười nói, có thể hiểu được. Thanh đế hiểu là tốt rồi. Bắc thần đại đế cười nói. Lý Chu Quân cùng với Bắc thần đại đế nói cười, thân ảnh đã biến mất trên không trung. Theo Lý Chu Quân cùng với Bắc thần đại đế rời đi, mọi người lâm gia lúc này mới hoàn hồn. Mặt nhiễm đế quân cười nói với Lâm Huân, tiểu thư, tiếp đó ta chuẩn bị bế quan, nếu không có gì bất ngờ ngoài ý muốn có thể thuận lợi đột phá đạo đế tứ phẩm, đến lúc đó lâm gia ai dám khi dễ ngươi, cứ để ta tới đánh bọn họ. Mọi người lâm gia, đi thôi, đột phá phải chú ý an toàn lâm huân cười nói tiểu thư yên tâm mạc nhiễm đế quân cười nói sau đó khinh thường liếc mắt nhìn mọi người lâm gia nói cũng là các ngươi vận khí tốt tiểu thư sinh ra ở lâm gia các ngươi nói xong mạc nhiễm đế quân xoay người rời đi sau khi mặt nhiễm đế quân rời đi lâm hắc thiết lúc này mới chậm chạp hỏi lâm huân huân nha đầu quan hệ giữa ngươi và thanh đế hiện tại rốt cuộc phát triển đến trình độ nào rồi chỉ là bằng hữu lâm huân cười khổ nói bằng hữu thanh âm của lâm hắc thiết rõ ràng có chút thất vọng được rồi mau sửa sang lại đại điện đi biết được trên đầu mình bị cắm sừng lâm không bạch lúc này có chút buồn bực nói tuy rằng hắn cũng không thích thẩm du du nhưng bị thẩm du du cắm sừng hắn vẫn là không vui nổi dù sao chuyện này rất mất mặt lâm yến phù hải đại đế đều đã chết tiện nhân thẩm du du này chỉ sợ là sắp nổi giận rồi lâm hắc thiết lúc này cảm khái nói cũng không biết nàng ở trong lòng huyền nam đại đế địa vị như thế nào nếu như nàng địa vị thấp chắc hẳn huyền nam đại đế cũng sẽ không ra tay vì nàng chứ nếu huyền nam đại đế ra tay với lâm gia chúng ta thanh đế cùng với bắc thần đại đế đều không ở đây lâm gia chúng ta liền thật sự xong đời nghĩ thoáng một chút thừa dịp thời gian này hảo hảo hưởng thụ lâm hữu tài an ủi lâm hắc thiết nói người trẻ tuổi chính là nghĩ được thoáng lâm hắc thiết cười nói có ngươi khai đạo lão phu trong lòng dễ chịu hơn nhiều tiểu tử ngươi thoạt nhìn chính là người đối với chuyện gì cũng nghĩ được thông suốt còn tốt còn tốt lâm hữu tài bị lâm hắc thiết khen một trận nhất thời có chút khiêm tốn cười nói nếu ngươi nghĩ thoáng như vậy ta đây sẽ đi đề nghị với gia chủ dùng bổng lộc của ngươi để tu sửa đại điện lâm hắc thiết cười nói a à, lâm hữu tài ngây người không phải chứ hắc thiết trưởng lão Ngươi nghiêm túc sao, đương nhiên không phải. Lâm Hắc Thiết cười nói. Hắc Thiết trưởng lão, ngươi chính là thích nói đùa. Lâm Hữu Tài thở vào nhẹ nhõm. Người trẻ tuổi phải rèn luyện nhiều thêm. Lâm Hắc Thiết vỗ vỗ bả vai Lâm Hữu Tài nói. Đúng vậy. Lâm Hữu Tài gật gật đầu, ta mới trở thành trưởng lão Lâm Gia không lâu, rất nhiều chuyện xác thực cần rèn luyện, mới có thể giống như Hắc Thiết trưởng lão ngài xử lý mọi việc dễ dàng như trở bàn tay. Cho nên, ta muốn đề nghị với gia chủ, cho ngươi một cơ hội rèn luyện, chuyện tu sửa đại điện này, tiền cùng với nhân thủ cần thiết đều giao cho ngươi giải quyết. Lâm Hắc Thiết trịnh trọng vỗ vỗ Lâm Hữu Tài đã ngây ngốc tại chỗ. Đây chính là một cơ hội rèn luyện rất tốt, người trẻ tuổi ngươi phải nắm chắc cơ hội này, dù sao chuyện đại điện Lâm gia bị phá này, cũng không xảy ra được mấy lần lâm hắc thiết nói xong ngâm nga tiểu khúc vui vẻ thoải mái đi về nơi xa ta lâm hữu tài phản ứng lại tắt một cái vào trên miệng mình thanh âm thanh thúy lại vang dội rốt cuộc là kẻ nào ở phía nam trung ương đại lục có một tòa cung điện nguy nga khí thế tiếng thét chói tai của một nữ tử vang lên cả cung điện dường như cũng vì thế mà run rẩy trong đại điện một phụ nhân mặc áo trắng dung mạo vẫn còn phong vận hai tay ôm đầu hai mắt đỏ ngầu Phụ nhân này chính là Thẩm Du Du, mẫu thân của Lâm Yên, nữ nhi của Phù Hải đại đế. "Du Du, xảy ra chuyện gì vậy?" Một giọng nam trầm thấp vang lên, ngay sau đó một nam tử thân mặc lam bào, dáng người cao lớn, dung mạo bình thường, đi tới bên cạnh Thẩm Du Du. "Chỉ trong vài ngày, phụ thân và nữ nhi của ta đều chết. Hồn bài của bọn họ ở chỗ ta đều vỡ nát." Thẩm Du Du hai mắt đỏ ngầu, Nam tử Lam Bào có chút kinh ngạc, là ai ra tay, nàng có biết không, ta không biết. Thẩm Du Du lắc đầu, ngay sau đó, sắc mặt trở nên âm trầm, nhưng chắc chắn không thoát khỏi liên quan cùng với Lâm Gia, Lâm Gia Nguyệt Giao vực kia sao? Nam tử Lam Bào mỉm cười, ta chỉ cần một ý niệm, là có thể diệt cả Nguyệt Giao vực, nếu nàng cần, ta có thể ra tay. Đa tạ đại đế, Thẩm Du Du cúi người, ôm lấy cánh tay của Nam tử Lam Bào thấp hơn nàng một bậc nam tử lam bào này chính là huyền nam đại đế lúc này huyền nam đại đế nhắm hai mắt lại yên lặng hưởng thụ sự dựa dẫm của thẩm du du phải nói hắn từng trải qua vô số phụ nữ có chồng duy chỉ có thẩm du du này khiến hắn lưu luyến cũng là người hắn yêu thương nhất đại đế nữ nhi và phụ thân của ta đã chết vậy lâm gia nguyệt giao vực kia cũng không cần thiết phải tồn tại nữa tuy lâm gia có thể không làm gì được phụ thân ta là đạo đế tứ phẩm nhưng có một câu nói rất hay, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lúc này Thẩm Du Du nói với huyền Nam Đại Đế. Đơn giản. Huyền Nam Đại Đế cười nói. Thẩm Du Du gật đầu, ta sợ kẻ giết phụ thân ta, là người khác. Tất cả những chuyện này đối với bản đế mà nói, đều không phải là việc gì khó. Huyền Nam Đại Đế mỉm cười, chờ diệt lâm gia xong, bản đế sẽ từ từ giúp nàng tìm ra hung thủ giết phụ thân nàng vẫn là đại đế ngài tốt nhất, trước kia ta thật sự là mù mắt, mới gả cho Lâm Không Bạch kia." Thẩm Du Du làm nũng nói. Huyền Nam đại đế mỉm cười, "Vậy ta liền trực tiếp diệt Nguyệt Giao vực kia đi, nói không chừng hung thủ giết phụ thân nàng vẫn còn ở trong Nguyệt Giao vực đấy." Theo lời nói của Huyền Nam đại đế vừa dứt, chỉ thấy hắn giơ tay lên, cách xa vạn dặm, hướng về phía Nguyệt Giao vực điểm một chỉ. Trong nháy mắt, trên không trung Nguyệt Giao vực một hư ảnh núi non che khuất bầu trời hiện lên, bao phủ toàn bộ nguyệt giao vực, thần uy mênh mông không ngừng tản ra, giống như từng đợt sóng biển, đánh về phía nguyệt giao vực. Chuyện gì vậy? Khí tức đạo đế cửu phẩm, đây là muốn làm gì? Muốn giết chúng ta sao? Lúc này, tất cả sinh linh trong nguyệt giao vực đều quỳ rạp xuống đất, thần sắc kinh hãi tuyệt vọng. Huyền Nam Đại Đế ra tay rồi, các vị trưởng lão lâm gia, lúc này cũng đều tụ tập ở trong đại điện bị phù hải đại đế làm thủng mái, còn chưa kịp tu sửa. Sắc mặt của các vị trưởng lão lâm gia lúc này cũng đều khó coi. Phù hải đại đế mới chết không lâu, huyền nam đại đế liền chuẩn bị động thủ với nguyệt giao vực chúng ta, xem ra thẩm du du kia ở trong lòng huyền nam đại đế, địa vị không thấp, lâm hắc thiết lộ vẻ mặt cảm khái nói xong, liền nhìn về phía lâm không bạch. Lúc này lâm không bạch sắc mặt xanh mét. Huân nha đầu, ngươi còn có thể gọi thanh đế tới không? Lâm Hắc Thiết lúc này hỏi Lâm Huân, nếu Thanh Đế, Bắc Thần Đại Đế lần này không ra tay, hoặc là đã đi rồi, toàn bộ nguyệt giao vực kể cả Lâm Gia chúng ta, đều phải diệt vong. Lâm Huân cười khổ nói, ta cùng với Thanh Đế tuy là bằng hữu, nhưng cũng không phải ta muốn gọi là có thể gọi tới. Ai, Lâm Hắc Thiết thở dài một tiếng, tạo hóa treo ngươi, cùng lúc đó. Rất nhiều sinh linh tại nguyệt giao vực, dưới thần uy của huyền nam đại đế, rung lễ bảy, cảnh tượng này xuất hiện ở trước mặt huyền nam đại đế, thẩm du du. Bản đế đã phong tỏa toàn bộ nguyệt giao vực, không một ai có thể chạy thoát, nàng muốn tra tấn bọn họ, hay là trực tiếp diệt sạch. Huyền Nam Đại Đế, hướng thẩm du du hỏi. Đương nhiên là phải hảo hảo tra tấn bọn họ rồi. Thẩm du du ánh mắt âm tàn nói. Thỏa mãn tâm nguyện của nàng. Huyền Nam Đại Đế cười hắc hắc nói, những việc này đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay lúc này, chuyện ngoài ý muốn xuất hiện chỉ thấy một cây trường thương, trên không trung nguyệt giao vực, ngang trời xuất hiện, giống như một đạo thiểm điện, đánh xuyên qua hư ảnh núi non mà Huyền Nam đại đế thi triển trên không trung nguyệt giao vực. Âm, um, âm, um, âm, um, hư ảnh núi non sau khi bị trường thương đánh xuyên qua, phát ra trận trận tiếng vang thật lớn, không ngừng sụp đổ. Cái gì? Huyền Nam đại đế trừng lớn hai mắt, bắt thần đại đế làm sao lại ở nguyệt giao vực? Huyền Nam đại đế liếc mắt một cái liền nhận ra, Cây trường thương này là của Bắc thần đại đế. Cùng lúc đó, thân ảnh Lý Chu Quân cùng với Bắc thần đại đế lại xuất hiện trên không trung nguyệt giao vực. Bọn họ vẫn còn uống rượu ở đây, hiển nhiên vẫn chưa uống đã giền. "Thanh đế, ta đã nói rồi, tên Huyền Nam đại đế này rất có thể sẽ ra tay với Nguyệt giao vực, tên này thích nhất là thể hiện bản thân ở trước mặt vợ người khác." Bắc thần đại đế cười tủm tỉm nói với Lý Chu Quân. Lý Chu Quân gật gật đầu uống một chén rượu, không nói gì. Bắc thần đại đế xuất hiện rồi. Mọi người lâm gia thấy vậy, nhao nhao mừng đến rơi nước mắt. Lâm Huân cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bắc thần đại đế. Thẩm Du Du sau khi nhìn thấy Bắc thần đại đế xuất hiện, sắc mặt khó coi, chẳng lẽ là hắn giết cha ta, nhưng không có khả năng, cha ta làm sao có thể đắc tội được hắn chứ, theo lý mà nói, cha ta ngay cả tư cách gặp Bắc thần đại đế cũng không có, hừ hừ, ngươi chính là bắc thần đại đế sao huyền nam đại đế khinh thường nói bản đế tu luyện nhiều năm như vậy tốn nhiều tài nguyên như vậy tu vi tiến bộ không ít đang muốn tìm ngươi báo thù chuyện bị truy sát ba vạn năm không nghĩ tới bản đế còn chưa tìm được ngươi ngươi lại tự mình nhảy ra nói đến đây huyền nam đại đế hơi dừng một chút nhìn lý chu quân hai mắt hiếp lại nói kia là ai vừa nói huyền nam đại đế vừa suy nghĩ thân phận của lý chu quân dù sao có thể bình khởi bình tọa uống rượu cùng một chỗ với bắc thần đại đế, nhiều khả năng không phải hạ người tầm thường. Huyền Nam đại đế, ngươi là vì muốn bên vực con gái của vị phù hải đại đế kia phải không? Bắc thần đại đế lúc này mỉm cười nói, không cần tìm nữa, phù hải đại đế đạo đế tứ phẩm kia, chính là do bản đế giết. Lời vừa dứt, ánh mắt của thẩm du du nhìn bắc thần đại đế mang theo bảy phần sợ hãi, ba phần căm hận. Chờ ta ở đây, để ta đi gặp gỡ vị bắc thần đại đế này một chút. Huyền Nam đại đế lúc này mỉm cười với thẩm du du. Nói xong, thân hình hắn trong nháy mắt xuyên qua vô số khoảng cách, đến trước mặt bắc thần đại đế và Lý Chu Quân. Chật, không ngờ ngươi lại dám đến đây, năm xưa bị bản đế truy sát vẫn chưa đủ à. Bắc thần đại đế nhìn huyền Nam đại đế đột ngột xuất hiện, thần sắc có chút kinh ngạc. Các hạ là ai? Sau khi đến trước mặt Bắc Thần Đại Đế và Lý Chu Quân, Huyền Nam đại đế không vội để ý đến Bắc thần đại đế, mà mỉm cười hỏi Lý Chu Quân: "Thanh đế, Lý Chu Quân?" Lý Chu Quân mỉm cười đáp: "Thanh đế sao?" Huyền Nam đại đế ngẩn người, sau đó cười nói: "Hình như chưa từng nghe qua danh hiệu của ngươi. Ngươi không cảm thấy vị thanh đế này có chút quen mắt sao?" Bắc thần đại đế cười nói: "Thanh đế chính là người đã từng giúp người khác chống đỡ lôi kiếp đạo đế ở Nam Minh đại lục đấy." "Cái gì?" mọi người lâm gia nghe vậy, đều tỏ vẻ khó tin. Thì ra người năm xưa giúp người khác chống đỡ lôi kiếp đạo đế chính là thanh đế. Lâm hắc thiết bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía lâm huân, chẳng lẽ, từng, năm xưa khi ta đột phá đạo đế, lôi kiếp chính là do thanh đế giúp ta chống đỡ. Lâm huân gật đầu nói. Hít hà, mọi người lâm gia hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ vị thanh đế này lại có chiến tích hiển hách như vậy, chính là hắn. Huyền Nam đại đế lúc này kinh ngạc nhìn Lý Chu Quân một cái, nhưng ngay sau đó liền cười nói, động tỉnh đúng là náo nhiệt thật đấy, nhưng lúc đó ta đang bận nên không để ý lắm. Bận đi trộm vợ người khác. Bắc thần đại đế cười lạnh một tiếng. Cũng gần như vậy. Huyền Nam đại đế mỉm cười, chúng ta là kẻ thù lâu năm rồi, ngươi còn không hiểu ta sao? Hừ hừ. Bắc thần đại đế ngoài cười nhưng trong không cười. Cùng lúc đó, Huyền Nam Đại đế nhìn về phía Lý Chu Quân, tuy ngươi đã giúp người khác chống đỡ lôi kiếp đạo đế, chiến tích này rất đáng tự hào, nhưng cũng không có gì ghê gớm, ở Trung ương Đại Lục, kể cả ta và Bắc Thần Đại đế, còn có mấy vị đạo đế cửu phẩm khác, đều có thể làm được, chỉ là không muốn giúp người khác chống đỡ mà thôi. Ừm. Lý Chu Quân gật đầu, coi như đồng ý với lời của Huyền Nam Đại đế. Dù sao cũng là núi cao còn có núi cao hơn mà. Hơn nữa Lý Chu Quân đã từng giao đấu ngang tài ngang sức với Bắc Thần Đại Đế, có thể cảm nhận được thực lực của Bắc Thần Đại Đế, quả thật có thể giúp người khác chống đỡ lôi kiếp đạo đế. Cho nên, hôm nay ta đến tìm Bắc Thần Đại Đế tính sổ, ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn đứng sang một bên, nếu không ta sẽ đánh cả ngươi. Huyền Nam Đại Đế lúc này nhìn Lý Chu Quân, cười tủm tỉm nói. Lúc này, Huyền Nam Đại Đế tuy thân hình nhỏ bé, nhưng lại toát ra sự tự tin vô song, ngạo thị quần hùng. Bắc thần đại đế cười nói, đối phó với ngươi, còn chưa cần thanh đế ra tay, chỉ một mình ta là đủ rồi. Đừng nói quá sớm. Huyền Nam đại đế cười khẩy, nếu không ngươi sẽ bị vả mặt đấy. Vậy thì để ta xem thử, những năm này ngươi rốt cuộc có tiến bộ hay không. Bắc thần đại đế cười lạnh một tiếng, cũng không trực tiếp động thủ, tay áo lớn vung lên, trường thương chấn động, sao trời rung rẩy bắt thần đại đế ngồi trên mây, một tay nâng trường thương, hướng về hư không vạch một đường. Trong nháy mắt, một luồng sáng tựa giải lụa xé toạc không gian, lao thẳng về phía huyền nam đại đế. Huyền nam đại đế cười lớn, đưa tay ra phía trước, một đạo pháp lực hình thành, tạo nên một bình chướng tựa tấm gương trắng trước mặt mình. Ẩm, ừ, giải lụa do bắt thần đại đế tiện tay vung ra, va và vào bình chướng của huyền nam đại đế. Trắc, 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 trước người huyền nam đại đế, Bình chứng giống như mặt gương kia, tuy ngăn được giải lộ của Bắc thần đại đế tiện tay vung ra, nhưng vào lúc này cũng bắt đầu vỡ vụn. Ầm, ừ, ngay lúc này, bình chứng giống như mặt gương trước người Huyền Nam đại đế, triệt để nổ thành từng mảnh vụn. Nhưng Huyền Nam đại đế lại mặt không đổi sắc, vất tay áo lớn vung lên, những mảnh vụn giống như mặt gương này, giống như cuồng phong mưa rào, cuốn về hướng Bắc thần đại đế đang ngồi trên mây. Bắc thần đại đế thấy vậy, hai mắt hơi nheo lại, trường thương trong tay đột nhiên chấn động, lập tức phát ra trận trận tiếng thương ngân, khí lãng khủng bố, giống như bão táp ầm ầm cuốn tới, trực tiếp đánh tan những mảnh gương huyền nam đại đế vung tay áo tới. Những mảnh gương này bị bắt thần đại đế đánh tan, những chỗ đi qua, dòng sông bị chém đứt, núi non bị chia làm hai, đại địa cũng bị những mảnh vỡ này vạch ra từng đường rảnh. Lực lượng thật là khủng bố, đây chính là giao chiến giữa các đạo đế cửu phẩm sao trong mắt mọi người lâm gia tràn đầy vẻ sợ hãi. Sinh linh trong phạm vi ngàn tỷ dặm xung quanh, lúc này linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Ở nơi xa xăm, Thẩm Du U nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm cổ vũ cho Huyền Nam đại đế, nhất định phải báo thù cho phụ thân mình, đương nhiên, Thẩm Du U cũng chỉ có thể làm được điều này. Quả thực tiến bộ không ít, nhưng ngươi tiến bộ, ta làm sao có thể dậm chân tại chỗ. Bắc thần đại đế cười nói, nói xong, Bắc thần đại đế đứng dậy, đế uy vô tận lập tức phóng lên trời, tất cả sinh linh trên Trung ương đại lục đều bị đế uy khủng bố này chấn nhiếp, tu vi yếu kém trực tiếp quỳ xuống phủ phục. Lúc này, Huyền Nam đại đế và bắt thần đại đế giao thủ, ngoại trừ những người ở gần bị ép xem trận chiến, căn bản không có bất kỳ người nào dưới đạo đế cửu phẩm dám đến dò xét. Bắc thần và Huyền Nam lại giao thủ rồi, hắc hắc, xem bọn họ lần này có thể dở trò gì hy vọng bọn họ biết điều một chút, động tĩnh nhỏ một chút, nếu không hai tên này sẽ khiến những đạo đế cử phẩm khác tức giận. Người bên cạnh bắt thần đại đế kia, hình như chính là vị đã giúp người khác chống lôi kiếp đạo đế đó. Hắn cũng ở đây. Xem ra quan hệ với Bắc thần đại đế không tệ. Huyền Nam đại đế có chút lỗ mãn. Có lẽ huyền Nam thật sự có ác chủ bài gì đó. Nếu không đã tu luyện đến cảnh giới này, sao có thể hành động theo cảm tính, trên trung ương đại lục có người đang trao đổi rõ ràng những người trao đổi kia quen biết bắc thần đại đế và huyền nam đại đế hơn nửa tu vi đều là đạo đế cửu phẩm cùng lúc đó huyền nam đại đế nhìn bắc thần đại đế thần uy ngập trời khinh thường nói ta thừa nhận ngươi rất mạnh cho dù ta tiến bộ cũng không phải đối thủ của ngươi nhưng hôm nay nhất định là ngày dỗ của ngươi huyền nam đại đế dứt lời một tay chắp sau lưng tay kia đưa ngang một cuộn trục tỏa ra thần quang màu vàng kim bỗng hiện ra trên tay. Theo cuộn trục xuất hiện, khí tức khủng bố phóng lên trời, vậy mà trực tiếp áp chế khí tức của Bắc thần đại đế. Thứ này là gì? Bắc thần đại đế biến sắc, chẳng lẽ là, cổ thánh quyển trục? Ngươi còn có chút nhãn lực. Huyền Nam đại đế cười nói, đây đúng là cổ thánh quyển trục, là do cường giả cảnh giới phía trên đạo đế, đạo thánh của thời kỳ thượng cổ, lưu lại ở trung ương đại lục chúng ta thời kỳ thượng cổ, sau khi các vị đạo thánh giao chiến với vị cường giả bí ẩn hoành không xuất thế tự xưng tầng thiên nhất kia, kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì chạy. Từ đó về sau, Trung ương Đại Lục không còn tu sĩ đạo thánh, nhưng những vị đạo thánh vẫn lạc lúc đó, cũng để lại không ít pháp bảo. Tuy rằng không ít pháp bảo bị tầng thiên nhất thu đi, nhưng vẫn còn một số ít hắn chướng mắt, lưu lại. Những đồ vật mà tầng thiên nhất chướng mắt này, khi ta sử dụng, cũng đủ để ta thi triển ra tu vi nửa bước đạo thánh chém giết ngươi là dư sức ta nói ngươi sao lại tự tin như vậy hóa ra là gặp vận may tắc thần đại đế lúc này sắc mặt khó coi cùng lúc đó lý chu quân một lần nữa nghe được tin tức về lão tổ tần thiên nhất ngây người tại chỗ lão tổ của mình rốt cuộc là tồn tại gì thời kỳ thượng cổ của trung ương đại lục lão tổ đã một mình bao vây một đám đạo thánh cảnh giới trên cả đạo đế lúc đó chỉ sợ thiên nguyên giới còn chưa tồn tại, chẳng lẽ, lão tổ mà mình gặp phải trước đây, đều chỉ là phân thân mà lão tổ lưu lại tại chư thiên vạn giới, đương nhiên, cũng có khả năng tầng thiên nhất trong miệng huyền nam đại đế, không phải lão tổ tầng thiên nhất của mình, mà là người khác, nhưng khả năng này Lý Chu Quân cảm thấy rất nhỏ, thậm. Chí là không có, ngươi không thể không thừa nhận, vận khí cũng là một phần của thực lực. Huyền Nam Đại Đế nhìn bắt thần Đại Đế với ánh mắt kiêu ngạo, ánh mắt đó, giống như một con mèo đang nhìn con chuột nắm chắc thắng lợi cho dù ngươi có cổ thánh quyển trục cũng chưa chắc có thể giết ta ta còn có thể chạy bắc thần đại đế mặt mày tối sầm rõ ràng là huyền nam đại đế kẻ thù không đội trời chung này lại được tạo hóa bắc thần đại đế không vui chút nào ngươi đương nhiên có thể chạy nếu không ta vừa ra tay đã giết ngươi vậy thì chẳng có chút khoái cảm báo thù nào bổn đế muốn truy sát ngươi chín vạn năm Huyền Nam Đại Đế nhếch miệng cười nói, sau đó lại giết ngươi. Vậy mà để cho tên Huyền Nam Đại Đế này được tạo hóa, may mà ta không có vợ con. Thật là tiểu nhân đắc chí. bắc Thần Đại Đế lần này gặp xui xẻo rồi. Trong bóng tối ở trung ương đại lục, các vị đạo đế cửu phẩm nhau nhau cảm khái. Mà cùng lúc đó, hệ thống cũng ban bố nhiệm vụ cho Lý Chu Quân. Tinh, Huyền Nam Đại Đế thật là kiêu ngạo, chẳng coi ký chủ ra gì xét thấy bắc thần đại đế trước đó đã chủ động giúp đỡ ký chủ. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, giải quyết nguy cơ sinh tử của bắc thần đại đế, đánh mặt huyền nam đại đế, hoàn thành nhiệm vụ, tu vi ký chủ đột phá đạo hoàng tam phẩm. Theo hệ thống ban bố nhiệm vụ, ánh mắt của Lý Chu Quân cũng rơi vào trên người huyền nam đại đế. Huyền nam đại đế lúc này dùng ánh mắt kinh miệt nhìn bắc thần đại đế nói, cho ngươi cơ hội, nhanh chóng chạy đi. Bắc thần đại đế nghiến răng nghiến lợi, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan dù sao bị một kẻ từng là thủ hạ bại tướng nắm trong tay hắn nhất thời có chút không chấp nhận được không chạy sợ mất mặt à huyền nam đại đế cười lớn vậy thì để bản đế đánh cho ngươi chạy lời vừa dứt huyền nam đại đế ném cuộn trục trong tay đi cuộn trục tỏa ra thần quang màu vàng kim giãn ra trên không trung bên trong cuộn trục vẽ thủy tiên cung đồ khoảnh khắc cuộn trục mở ra hoàn toàn một tòa tiên cung che khuất bầu trời khí thế to lớn xuất hiện trên không trung toàn bộ nguyệt giao vực một cổ khí tức cổ xưa bất biến vĩnh hằng bất hủ như cùng phong mênh mông cuồn cuộn quét sạch toàn trường khiến chúng sinh không thở nổi khí tức thật là khủng khiếp phát bảo cổ thánh vừa ra bắc thần đại đế cũng không phải là đối thủ của huyền nam đại đế lâm gia chúng ta cuối cùng vẫn là sắp tiêu rồi trong lòng mọi người lâm gia tràn đầy tuyệt vọng đại đế uy vũ ở nơi xa, Thẩm Du Du trông thấy Huyền Nam Đại Đế đại phát thần uy, lộ ra thần sắc phấn chấn nói: "Chạy cho bản đế." Trong mắt Huyền Nam Đại Đế lóe lên vẻ điên cuồng, trực tiếp thao túng tòa tiên cung che khuất bầu trời, khí thế hùng vĩ, liên miên bất tuyệt kia đánh về hướng Bắc thần đại đế. Bắc thần đại đế thấy thế, trong lòng giật mình, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Giờ khắc này hắn đã đưa ra quyết định. Đó chính là chạy, không chạy sẽ chết tại chỗ chạy, biết đâu còn có cơ hội sống, chẳng qua ngay tại thời điểm bắt thần đại đế chuẩn bị chạy trốn, Lý Chu Quân bình tĩnh uống một hớp rượu, sau đó ném chén rượu trong tay ra ngoài. Hưu, chén rượu phát ra một tiếng xé gió, va chạm trực diện vào tòa tiên cung kia. ầm, uhm, theo một tiếng chấn động kịch liệt, chén rượu vỡ vụn, tiên cung cũng như gặp phải trọng kích, tan biến như bọc biển. Hình ảnh tiên cung trên cuộn trục của huyền Nam Đại Đế cũng vào lúc này dần dần tiêu tán lý chu quân dùng chén rượu đối đầu với pháp bảo cổ thánh của huyền nam đại đế rượu tan chén vỡ pháp bảo của huyền nam đại đế tự nhiên cũng không còn tồn tại huyền nam đại đế lúc này trừng lớn hai mắt cái quái gì thế thanh đế làm tốt lắm bắc thần đại đế lúc này cười ha hả pháp bảo của huyền nam đại đế vậy mà bị lý chu quân dùng một cái chén rượu đánh vỡ không còn pháp bảo cổ thánh huyền nam đại đế ở trước mặt bắc thần đại đế chẳng là cái thá gì, hít hà, thanh đế thật đáng sợ, nói đi cũng phải nói lại, thanh đế giúp người thừa kế lâm gia chúng ta chống đỡ lôi kiếp đạo đế, điều này chứng tỏ thanh đế và người thừa kế lâm gia chúng ta nhà ta không phải bằng hữu bình thường. Mọi người lâm gia đều có chút phấn chấn nói. Chật, tu vi của vị thanh đế này, chẳng lẽ đã đạt tới đạo thánh? Nếu không thì sao chỉ bằng một cái chén rượu, liền phá vỡ pháp bảo cổ thánh trong tay huyền nam đại đế? Ta có nghe nói, vị tần thiên nhất kia đã lập quy cũ trung ương đại lục không thể có đạo thánh tồn tại nếu vị thanh đế này thật sự là đạo thánh tần thiên nhất kia nhất định sẽ ra tay có lý vị thanh đế này hẳn là tu vi nửa bước đạo thánh khí tức vừa rồi cũng giống như là nửa bước đạo thánh tuy chỉ lóe lên rồi biến mất các vị đạo đế cửu phẩm ẩn giấu ở trung ương đại lục lúc này nghị luận sôi nổi tiên chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ giải quyết nguy cơ sinh tử của Bắc Thần Đại Đế, đánh mặt Huyền Nam Đại Đế, tu vi ký chủ đột phá đạo hoàng tam phẩm, ngươi vậy mà phá vỡ pháp bảo cổ thánh của ta. Huyền Nam Đại Đế lúc này, hai mắt trừng lớn như trâu, không thể tin được nhìn Lý Chu Quân nói. Ừm. Lý Chu Quân cười tủng tỉm gật đầu. Ngươi biết ngươi phá vỡ pháp bảo cổ thánh của ta, ý vị như thế nào không? Huyền Nam Đại Đế sắc mặt khó coi nói có nghĩa là pháp bảo cổ thánh của ngươi bị lý mổ phá vỡ lý chu quân cười nói huyền nam đại đế có nghĩa là bản đế lại sắp bị bắt thần đại đế truy sát cho nên bắt thần đại đế ánh mắt lạnh lùng nhìn huyền nam đại đế người trước đó còn khí thế ngất trời hiện tại đã có chút chật vật nói cho ngươi ba giây để chạy trốn huyền nam đại đế khóe miệng giật giật sau đó kiên kỵ nhìn lý chu quân một cái liền quay đầu bỏ chạy Bắc thần đại đế lúc này nhìn về phía Lý Chu Quân cười nói, thanh đế, huyền nam đại đế tuy thực lực yếu hơn ta, nhưng nếu hắn muốn chạy trốn, ta thật đúng là không nhất định giết được hắn. Nhưng hôm nay cơn giận này nhất định phải trút ra, tuy sát hắn 8 vạn 10 vạn năm trước đã, được, Bắc thần đại đế cẩn thận một chút. Lý Chu Quân gật đầu nói, thanh đế bảo trọng, Bắc thần đại đế nói xong, liền hướng về phương hướng huyền nam đại đế rời đi, đuổi theo. Lý Chu Quân tiễn bắt thần đại đế rời đi, bất đắc dĩ cười cười. Mà Thẩm Du Du nhìn thấy huyền nam đại đế chạy trối chết, sắc mặt liền khó coi, thời gian quay ngược lại, trở về lúc chén rượu của Lý Chu Quân phá vỡ pháp bảo cổ thánh của huyền nam đại đế. Ở một đại lục bên ngoài trung ương đại lục, có một lão giả tóc trắng đang múa bút trên bàn đá ven hồ, hai mắt khẽ nheo lại, trung ương đại lục, vậy mà lại có kẻ có thể đánh nát pháp bảo đạo thánh lưu lại năm xưa sao, bức họa đó là do lão phu lúc mới thành đạo thánh vẽ ra năm đó lão phu chẳng qua mới bước vào đạo thánh nhất phẩm đã bị tần thiên nhất đuổi khỏi trung ương đại lục lúc đó bức họa kia cũng bị khí tức của tần thiên nhất chấn vỡ thành nhiều mảnh biến thành vô số cuộn trục muốn hủy diệt một trong số đó ít nhất cũng phải có tu vi nửa bước đạo thánh cho nên kẻ hủy bức họa của lão phu rốt cuộc là nửa bước đạo thánh hay là đạo thánh nhất phẩm hay là tồn tại càng mạnh hơn, nếu thật sự là đạo thánh nhất phẩm, hoặc là đạo thánh trên nhất phẩm. Trung ương đại lục bây giờ, đạo thánh đã có thể trở về rồi sao, nghĩ đến đây, lão giả tóc trắng kích động hẳn lên. Trung ương đại lục, ẩn tàng tài nguyên rất phong phú. Trước kia những tài nguyên này, đều do cổ thánh trưởng quản. Chính vì như thế, tầng thiên nhất mới ra tay, khiến cổ thánh người thì chết, kẻ thì chạy trốn tuy nhiên cũng bởi vì tần thiên nhất ra tay trực tiếp đánh nát pháp tắc cảnh giới đạo thánh tại trung ương đại lục khiến sinh linh của trung ương đại lục rất khó trở thành đạo thánh vượt qua đạo đế nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cảnh giới nửa bước đạo thánh đương nhiên cũng có cơ hội nhưng tần thiên phú cực cao hoặc là trở thành nhục thân đạo thánh còn có một biện pháp khác pháp tắc đạo thánh của trung ương đại lục bị hủy diệt đại lục khác có lẽ vẫn còn pháp tắc đạo thánh sinh linh của trung ương đại lục muốn thành đạo thánh có thể đi tìm kiếm đại lục khác có pháp tắc đạo thánh nhưng đại lục có pháp tắc đạo thánh hiếm thấy vô cùng rất khó tìm được hơn nữa sự phồn hoa của loại đại lục này tuyệt đối không thua kém trung ương đại lục nói đi cũng phải nói lại nếu lão giả tóc trắng có thể sớm trở về trung ương đại lục như vậy lão có thể vơ vét đợt tài nguyên phong phú nhất của trung ương đại lục kia trước mảnh vỡ bức tiên cung đồ lão phu vẽ ra lúc mới thành đạo thánh kia lại bị hủy lão phu ngược lại muốn xem xem rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy ngay cả bức họa của thanh mặt họa thánh ta cũng dám hủy lão giả tóc trắng lúc này hai mắt bắn ra tinh quang nhưng lão cũng không dám lỗ mãn tiếng vào trung ương đại lục dù sao vạn nhất tầng thiên nhất còn ở đó lão sẽ chết mất xác đảo mắt chính là mấy tháng sau Lý Chu Quân vào sau khi bắt thần đại đế bước lên con đường truy sát huyền nam đại đế, liền cũng rời khỏi nguyệt giao vực. Lúc này, Lý Chu Quân đang nhàn nhã ngồi câu cá dưới bóng cây ven hồ nước nằm giữa núi rừng xanh mướt. Xung quanh thỉnh thoảng có giả thú đi qua, tiếng chim hót vọng lại từ trong rừng, tiếng ếch kêu vang dội bên hồ. Giữa trưa, mặt trời chói chang, Lý Chu Quân cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới. Tinh, phát hiện ra có người kéo thần hồn ký chủ, tiến vào thế giới trong tranh. Hệ thống ban bố nhiệm vụ, thần hồn ký chủ tiến vào thế giới trong tranh, hoàn thành nhiệm vụ, tu vi ký chủ đột phá đạo hoàng tứ phẩm. Chú thích, ký chủ vô luận là phân thân hay thần hồn, đều có thể sử dụng năng lực chia 5 năm. Lời nhắc nhở của hệ thống khiến Lý Chu Quân đang buồn ngủ bỗng bừng tỉnh. Tuy nhiên, nhìn thấy nhiệm vụ mà hệ thống ban bố, cơn buồn ngủ lại ập đến, Lý Chu Quân liền thuận theo tự nhiên dựa vào thân cây, tiến vào mộng đẹp khi lý chu quân một lần nữa mở mắt ra hắn đã đến một đỉnh núi mây mù lượn lờ nhìn ra xa đỉnh núi này được quần sơn vây quanh tất cả đều cao chọc trời mọi thứ ở đây đều tuyệt đẹp như tranh vẽ tiên chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thần hồn tiến vào thế giới trong tranh tu vi của ký chủ đột phá đạo hoàng tứ phẩm lời nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu lý chu quân lý chu quân có chút kinh ngạc nơi này chính là thế giới trong tranh sao đây là nơi nào ngay lúc này một giọng nữ đầy nghi hoặc vang lên từ phía sau lý chu quân lý chu quân quay đầu nhìn lại người tới là một mỹ nữ có vần trăng trắng trên trán nữ tử mặc áo trắng đôi mắt phượng thoạt nhìn khiến người ta say đắm nhưng nhìn kỹ lại toát ra khí chất mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn thẳng cùng lúc đó nữ tử cũng nhìn về phía lý chu quân nàng sau khi nhìn thấy lý chu quân hơi sững sờ thanh đế ngươi nhận ra ta lý chu quân nghi hoặc hỏi khi ngươi giao thủ với huyền nam đại đế ta đã âm thầm quan sát nữ tử áo trắng mỉm cười thì ra là vậy nơi này là do ngươi tạo ra lý chu quân hỏi không phải ta nữ tử áo trắng ngẩn ra vừa rồi khi ta thấy ngươi còn tưởng rằng nơi này là do ngươi tạo ra bởi vì thần hồn của ta khi tiến vào nơi đây có một cơn buồn ngủ không thể kháng cự ập đến lúc ngươi đánh nát pháp bảo cổ thánh trong tay huyền nam đại đế đã để lộ ra tu vi nửa bước đạo thánh nếu là ngươi ra tay ta không thể chống cự cũng là chuyện bình thường nhưng xem ra ngươi thân là nửa bước đạo thánh cũng bị cơn buồn ngủ kia cưỡng ép đưa đến đây sao nói đến đây sắc mặt của nữ tử áo trắng trở nên khó coi chẳng lẽ là có cổ thánh ra tay không biết đã đến rồi thì cứ bình tĩnh đối mặt thôi." Lý Chu Quân cười nói. Hắn không hề hoảng sợ, dù sao cũng có năng lực chia năm năm trong tay. "Xin hỏi tôn tính đại danh của cô nương." Lý Chu Quân mỉm cười. "Ta tên một chân hoàng, bọn họ cũng gọi ta là hoàng đế." Nữ tử áo trắng nói. "Hoàng đế sao?" Lý Chu Quân gật đầu. "Đây là nơi quỷ quái gì vậy, ngay lúc này" một giọng nói già nua hùng hổ vang lên tiếp theo một lão già râu tóc bù xù không biết từ đâu xuất hiện lão giả sau khi nhìn lý chu quân và một chân hoàng trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên lưu lão tiên một chân hoàng sau khi nhìn thấy lão giả lôi thôi này sắc mặt ngưng trọng hỏi ngươi cũng bị cơn buồn ngủ kia đưa đến đây đúng vậy lưu lão tiên gật đầu lão phu uống chút rượu đánh một giấc thần hồn liền xuất hiện ở chỗ này không ngờ hoàng đế cũng ở đây Nói xong, Lưu lão tiên nhìn về phía Lý Chu Quân, thần sắc ngẩn ra, khách khí nói, "Lão phu bái kiến Thanh đế." Lý Chu Quân gật đầu. Lưu lão tiên lúc này tiếp tục khách khí nói, "Thanh đế ngươi thân là nửa bước đạo thánh, nơi này hẳn là do ngươi tạo ra." "Lão phu chỉ lén xem ngươi đánh tên Huyền Nam kia, cũng không có đắc tội ngươi. Sao phải tốn nhiều công sức như vậy, Thanh đế cũng bị cơn buồn ngủ đưa đến đây." Mục chân hoàng nói. "Cái gì?" Lưu lão tiên nghe vậy, thần sắc nhất thời kinh hãi, nhìn về phía Lý Chu Quân nói, thật hay giả, ừm. Lý Chu Quân đáp, ầm, um, ầm, um, ầm, um, ngay lúc này, phía trước một trận đất trung núi chuyển, vô số ngọn núi trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng ngay sau đó, những ngọn núi vỡ vụn này, lại một lần nữa khôi phục lại như lúc ban đầu. Cử động này, khí tức này, là hắn. Hắn cũng bị đưa đến đây. Lưu lão tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Ai? Lý Chu Quân nghi hoặc hỏi. Đệ nhất nhân Trung ương Đại Lục, Chúa Tể Trung ương Đế Triều, Trung ương Đại Đế. Trong mắt Lưu lão tiên lóe lên một tia kính sợ, hắn và thanh đế ngươi giống nhau, cũng là tu vi nửa bước đạo thánh. Trung ương Đại Đế sao? Lý Chu Quân lẩm bẩm một câu. Nói đến đây, Lý Chu Quân cũng đã nắm rõ tu vi của một chân hoàng, Lưu lão tiên, đều là đạo đế cửu phẩm là cường giả cùng cấp bậc với huyền nam đại đế bắc thần đại đế mà cùng lúc đó ngay khi lưu lão tiên vừa dứt lời một trung niên tướng mạo uy nghiêm mặt long bào bá khí đột nhiên xuất hiện trước mặt lý chu quân mục chân hoàng lưu lão tiên theo sự xuất hiện của trung niên mặt long bào này mục chân hoàng lưu lão tiên cảm thấy không khí xung quanh đều ngưng trọng hẳn lên trung ương đại đế lưu lão tiên một chân hoàng lúc này đều hướng về trung ương đại đế chào hỏi tuy nhiên trung ương đại đế cũng không để ý đến hai người mà nhìn về phía lý chu quân gật đầu nói xem ra thanh đế và bản đế tình huống giống nhau hẳn đều là bị cơn buồn ngủ kia đưa đến đây lý chu quân cười nói sao các ngươi đều quen biết lý mổ chẳng lẽ các ngươi đều thấy lý mổ và huyền nam đại đế giao thủ đúng vậy trung ương đại đế cười cười thanh đế đánh nát pháp bảo cổ thánh trong tay huyền nam đại đế lại triển lộ tu vi nửa bước đạo thánh cơ bản trên trung ương đại lục những đạo đế cửu phẩm rất khó có người không biết thanh đế là vinh hạnh của lý mổ lý chu quân cười nói trung ương đại đế gật đầu nói hiện tại xem ra chỉ có bốn người chúng ta với trạng thái thần hồn xuất hiện ở chỗ này nơi kỳ quái này dường như cũng kéo cả đạo đế cửu phẩm vào mà nửa bước đạo thánh cũng thuộc phạm trù đạo đế cửu phẩm bản đế vừa rồi cũng thử dùng bạo lực phá vỡ nó nhưng lại không có chút tác dụng nào xem ra nơi đây có điều kỳ quái nhưng mà đạo đế cửu phẩm trên trung ương đại lục cũng không chỉ có bốn người chúng ta vì sao nơi này lại chỉ kéo bốn người chúng ta vào đây một chân hoàng nghi hoặc nói nơi này có cổ quái ngươi sao còn truy sát ta ngay lúc này thanh âm tức giận của huyền nam đại đế vang lên ngươi không phải rất ngông cuồng sao tiếp tục ngông cuồng đi. Thanh âm của Bắc thần đại đế tiếp theo vang lên. "Âm, um, âm, um, âm." Um, theo lời Bắc thần đại đế vừa dứt, một cây trường thương quét ngang, vô số ngọn núi bị chém ngang lưng, đất trung núi chuyển, nhưng rồi trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng. Trung ương đại đế nhíu mày, một ý niệm, lập tức hư ảnh hai bàn tay to trống rỗng xuất hiện, chui vào hư không. Khi hai bàn tay lại xuất hiện buông ra, Huyền Nam đại đế và Bắc thần đại đế vẻ mặt ngơ ngác xuất hiện trước mặt Lý Chu Quân, Trung ương đại đế, Mục chân hoàng, Lưu lão tiên. Thanh đế. Bắc thần đại đế sau khi thấy Lý Chu Quân, thần sắc kinh ngạc, rồi lại thấy ba người Trung ương đại đế, Mục chân hoàng, Lưu lão tiên, Bắc thần đại đế không khỏi ngẩn ra. Lâu rồi không gặp. Lý Chu Quân cười nói với Bắc thần đại đế. Đúng vậy. Bắc thần đại đế nhếch miệng cười nói: huyền nam đại đế khi nhìn thấy trung ương đại đế và lý chu quân cũng là thần sắc kinh ngạc không biết chuyện gì đang xảy ra trung ương đại đế thanh đế huyền nam đại đế khách khí chào hỏi lý chu quân và trung ương đại đế còn một chân hoàng và lưu lão tiên hắn không để vào mắt tự nhiên cũng sẽ không chào hỏi trung ương đại đế lúc này lạnh giọng nói huyền nam bắc thần hai người các ngươi là làm sao tiến vào nơi này bắc thần đại đế nói lúc ấy ta đang truy sát huyền nam đại đế đột nhiên một cơn buồn ngủ kỳ lạ ập đến khi mở mắt ra đã đến nơi này ta cũng là bị một cơn buồn ngủ đưa đến nơi này huyền nam đại đế buồn bực nói vừa đến nơi này bắc thần đại đế còn ở phía sau thi triển thần thông truy sát ta xem ra kẻ đứng sau nơi đây không đơn giản trung ương đại đế ngữ khí ngưng trọng nói nơi này là một thế giới trong tranh lý chu quân nói Quả thật, vừa rồi bản đế ra tay đánh nát ngọn núi, khi khôi phục, có mực nước lóe lên rồi biến mất. Trung ương đại đế tán đồng lý Chu Quân nói. Thế giới trong tranh. Huyền Nam đại đế nghe vậy, thần sắc kinh ngạc, ta đột nhiên phát hiện ra nơi này có chút quen thuộc, nói ra nghe thử. Trung ương đại đế nói với Huyền Nam đại đế. Huyền Nam đại đế gật đầu, ta trước đây không phải có được một món pháp bảo cổ thánh sao? Khí tức nơi này và khí tức trên pháp bảo cổ thánh giống nhau. Nói một cách khác, kẻ đứng sau thế giới trong tranh này, rất có thể chính là chủ nhân món pháp bảo cổ thánh mà ngươi có được trước đây, trung ương đại đế nhíu mày, chủ nhân pháp bảo cổ thánh, tự nhiên chính là một vị cổ thánh, cổ thánh xuất hiện kéo chúng ta vào nơi này, mục đích là gì đây, hoa nghênh chư vị đến với mặt sơn thế giới trong tranh. Ngay lúc này, một giọng nói nữ tử vang lên. Tiếp đó, một nữ tử dung mạo xinh đẹp, dáng vẻ nhu thuận, xuất hiện trước mặt trung ương đại đế một chân hoàng lưu lão tiên lý chu quân bắc thần đại đế và huyền nam đại đế ngươi là ai trung ương đại đế nhìn nữ tử nhu thuận đột nhiên xuất hiện ánh mắt ngưng tụ khí tức khủng bố như núi lở biển gầm áp thẳng về phía nữ tử thế nhưng nữ tử kia chỉ khẽ mỉm cười đầu ngón tay điểm nhẹ một cái trung ương đại đế vốn khí thế ngập trời lại như bị trọng kích phục một tiếng phun ra một nguồn máu tươi sắc mặt trắng bệch thần hồn cũng nhuốm máu nhưng máu này không phải máu thật mà là máu của thần hồn cái gì bốn người một chân hoàng lưu lão tiên bắc thần đại đế huyền nam đại đế khi nhìn thấy nữ tử nhu thuận này chỉ bằng vào một ngón tay liền khiến trung ương đại đế ở cảnh giới nửa bước đạo thánh phun máu sắc mặt đều biến đổi trung ương đại đế thế nhưng là nửa bước đạo thánh nữ tử nhu thuận này rốt cuộc là tu vi gì lý chu quân lại tỏ ra bình tĩnh Nữ tử nhu thuận kinh ngạc nhìn Lý Chu Quân vô cùng bình tĩnh một cái, sau đó mỉm cười với Trung ương Đại Đế, ta là họa tiên sinh ra ở nơi đây, các ngươi có thể gọi ta là mặt sơn họa tiên, các ngươi cũng có thể coi ta là chúa tể nơi này. Còn nữa, tôn trọng ta một chút, nếu không thần hồn của ngươi bị ta xóa đi, ngươi sẽ mất mạng đấy. Là ngươi đưa chúng ta tới đây. Ngươi là cổ thánh. Trung ương đại đế điều chỉnh hơi thở, sắc mặt trắng bệch khôi phục lại huyết sắc, nói với mặt sơn họa tiên lúc này trung ương đại đế vẫn còn sợ hãi vốn định thử thăm dò một chút không ngờ suýt nữa mất mạng là ta đưa các ngươi tới đây ta cũng đã nói rồi ta là họa tiên sinh ra ở thế giới này ta không phải cổ thánh bức họa chính là bản thể của ta mặt sơn họa tiên cười nói các ngươi có thể tới đây là may mắn của các ngươi lời này là ý gì lý chu quân nghi ngờ hỏi Mặt sơn họa tiên khẽ cười một tiếng, nói nhảm ít thôi, thế giới này là một khảo nghiệm, người sống sót cuối cùng trong số các ngươi, sẽ nhận được phần thưởng vô thượng. Ý của ngươi, là để chúng ta tự giết lẫn nhau. Bắc thần đại đế sắc mặt khó coi. Hắn không muốn động thủ với Lý Chu Quân. Bởi vì hắn và Lý Chu Quân có quan hệ không tệ. Ngoài ra, hắn cũng không đánh lại Lý Chu Quân và Trung ương Đại Đế, Mục Chân Hoàng, Huyền Nam Đại Đế, lưu lão tiên lúc này sắc mặt cũng trắng bệch mấy người bọn họ những đạo đế cửu phẩm làm sao có thể là đối thủ của thanh đế trung ương đại đế hai vị nửa bước đạo thánh yên tâm sẽ không để các ngươi tự giết lẫn nhau mặt sơn họa tiên cười nói các ngươi lát nữa sẽ hiểu nói xong thân hình mặt sơn họa tiên tiêu tán để lại lý chu quân cùng với những người khác ngơ ngác tại chỗ ầm um, ầm um, ầm um, đúng lúc này toàn bộ thế giới rung chuyển. Từng ngọn núi vỡ vụn, hóa thành mực. Tiếp đó, những dòng mực nước này hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một pho tượng thần cao ngất trời. Thần tượng uy nghiêm, trong nháy mắt xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng, giơ bàn tay khổng lồ lên, liền hướng về phía Lý Chu Quân và mấy người trung ương đại đế, đè xuống, động tĩnh kinh khủng, che khuất bầu trời. Thần tượng tuy động tĩnh ồn ào, nhưng trên thực tế cũng chỉ có trình độ đạo đế cửu phẩm. Trung Ương Đại Đế thấy vậy, ánh mắt lạnh lẽo, tay áo lớn vung lên, thần uy mênh mông cuồn cuộn mà ra, trong nháy mắt liền đánh tan thần tượng này. Nhưng ngay sau đó, thần tượng lại một lần nữa ngưng tụ, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Trung Ương Đại Đế tiếp tục ra tay. Thần tượng lại một lần nữa sụp đổ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu. Vết không chết. Trung Ương Đại Đế không tin tà, ra tay một lần nữa thần tượng cứ như vậy tan rồi lại hợp mấy lần, trên trán trung ương đại đế cũng toát ra mồ hôi lạnh. Tuy thực lực của hắn rất mạnh, có thể dễ dàng đánh nát thần tượng này. Nhưng không chịu nổi thần tượng này có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn sẽ bị sống sờ sờ hao chết. Thần tượng này vậy mà quỷ dị như thế. Lưu lão tiên kinh hải nói. Hết thảy nơi đây đều rất quỷ dị. Một chân hoàng sắc mặt ngưng trọng nói ngay cả trung ương đại đế cũng không làm gì được thần tượng này sao huyền nam đại đế sắc mặt khó coi bắc thần đại đế không nói gì thấy lý chu quân bình tĩnh liền cũng an tâm theo thanh đế ngươi có biện pháp nào không trung ương đại đế lúc này nhìn về phía lý chu quân hỏi về phần mấy người bắc thần đại đế huyền nam đại đế mục chân hoàng lưu lão tiên hắn căn bản lười hỏi hỏi cũng là uổng công không có Lý Chu Quân lắc đầu. Tiên, họa tiên này vậy mà dám sai bảo ký chủ, chuyện này có thể nhịn sao? Hệ thống ban bố nhiệm vụ, làm cho họa tiên này khóc, hoàn thành nhiệm vụ, tu vi ký chủ đột phá đạo hoàng thất phẩm, cũng vào lúc này, hệ thống ban bố nhiệm vụ cho Lý Chu Quân. Vậy chúng ta thay phiên ra tay, bản đế không tin thần tượng này có thể một mực khôi phục. Trung ương đại đế nói. Kỳ thật Trung ương đại đế cũng là có ý riêng. Dù sao nếu như vẫn luôn là chính mình ra tay, trạng thái nhiều ít cũng có chút giảm xuống. Vị thanh đế này cũng là nửa bước đạo thánh, vạn nhất ra tay đối với mình, chính mình bởi vì trạng thái giảm xuống mà không địch lại, chính là thân tử đạo tiêu. Mà cùng lúc đó, mặt sơn họa tiên trong âm thầm lặng lẽ nhìn tất cả phát sinh, cả người lộ ra vẻ bình tĩnh vô cùng, ánh mắt nhìn mấy người Lý Chu Quân, giống như đang nhìn mấy con kiến trên chảo nóng thần tượng này cũng chỉ là món khai vị thôi mặt sơn họa tiên khẽ cười một tiếng phía sau sẽ có chuyện càng đặc sắc hơn phát sinh luân phiên ra tay lý chu quân nhìn trung ương đại đế cười nói hình như không cần thiết vì sao trung ương đại đế nhíu mày có một câu nói gọi là bắt giặc phải bắt vua lý chu quân khẽ nhếch mép thanh đế ý ngươi là trực tiếp động thủ với mặt sơn họa tiên kia bắc thần đại đế kinh ngạc nói. Mặt sơn họa tiên tuy nói mình không phải cổ thánh, nhưng thực lực thể hiện ra, lại vượt xa nửa bước đạo thánh, thanh đế ngươi nghiêm túc chứ, trung ương đại đế ngữ khí ngân trọng nói. Trung ương đại đế nói không sai, nếu chọc giận mặt sơn họa tiên này, chúng ta đều phải chết. Huyền Nam đại đế nói. Một chân hoàng nhìn huyền Nam đại đế cười khẩy, nói cứ như thể nếu thanh đế không động thủ với mặt sơn họa tiên, ngươi sẽ sống sót được vậy, Mạc sơn họa tiên đã nói, mấy người chúng ta, chỉ có thể có một người sống sót, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng mình hơn được thanh đế và trung ương đại đế, có thể sống đến cuối cùng, vậy ngươi cũng không sống được. Huyền Nam đại đế hừ lạnh. Ta cũng không nói ta có thể sống đến cuối cùng, cho nên ta cảm thấy đề nghị của thanh đế không tồi. Mục chân hoàng nói. Huyền Nam đại đế khóe miệng giật giật, không thể phản bác. Cùng lúc đó, Mạc Sơn Họa tiên âm thầm chú ý tất cả, khóe miệng lộ ra nụ cười kinh miệt. Động thủ với nàng, nàng làm sao có thể bị bắt được chứ? Nàng tuy không phải cổ thánh, chỉ là họa tiên sinh ra trong thế giới trong tranh này, nhưng cũng có thực lực đạo thánh nhất phẩm. Một đám sâu kiến chỉ sợ ngay cả vị trí của nàng cũng không tìm được chứ nói gì động thủ, nhưng lúc này Lý Chu Quân cũng không tiếp tục nói nhảm với mọi người chỉ thấy lý chu quân trực tiếp lựa chọn chia năm năm với toàn bộ thế giới trong tranh này trong nháy mắt một cổ khí tức khủng bố như vực sâu như biển bột phát ra từ trên người lý chu quân tựa như cổ thánh giáng lâm đạo thánh nhất phẩm mặt sơn họa tiên ở trong âm thầm cùng với trung ương đại đế huyền nam đại đế bắc thần đại đế mục chân hoàng lưu lão tiên bên cạnh lý chu quân khi cảm nhận được khí tức đến từ lý chu quân đều khiếp sợ trợn to hai mắt đầy vẻ khó tin. Cùng lúc đó, mái tóc đen của Lý Chu Quân theo gió mà động, áo xanh bay phấp phới, ánh mắt như thần linh, tuần sát bốn phía, trong mắt tinh thần lưu chuyển, gần như trong nháy mắt, liền khóa chặt vị trí của mặt sơn họa tiên. Sau khi khóa chặt vị trí của mặt sơn họa tiên, ánh mắt của Lý Chu Quân như đuốc, thần nhãn trên trán đột nhiên mở ra, giống như con người của trời đất, trong nháy mắt khiến phong vân biến sắc. Tiếp theo, vạn ngàn lôi đình ầm ầm nổ vang từ giữa trời đất, tiếng vang chấn động màn nhĩ, chúng tựa như lửa giận của đại đạo trút xuống, thẳng về hướng mặt sơn họa tiên, thanh thế to lớn, không ai có thể cản. Giờ khắc này, phản phất như toàn bộ thế giới trong tranh, đều vì uy thế của Lý Chu Quân mà run rẩy. Làm sao có thể? Mặt sơn họa tiên vốn cao cao tại thượng, như thần minh bình tĩnh chú ý tất cả sâu kiến, đối mặt với Lý Chu Quân đột nhiên phát uy, lúc này cũng khó mà duy trì sự bình tĩnh trước đó đối mặt với vạn ngàn lôi đình ẩn chứa lực lượng khủng bố đánh về phía bản thân mặt sơn họa tiên cảm nhận được lực lượng của lý chu quân hoàn toàn không thua kém mình trong cơn nguy cấp mặt sơn họa tiên chỉ còn cách điều động toàn bộ lực lượng của thế giới trong tranh để chống lại lý chu quân chỉ thấy mặt sơn họa tiên xòe một bàn tay trắng nõn lực lượng của thế giới trong tranh như được triệu hồi trong chớp mắt liền hội tụ thành một vòng xoáy trong lòng bàn tay nàng. Pho tượng thần khổng lồ từng giao đấu với Trung ương Đại Đế lúc này cũng hóa thành một luồng sức mạnh trong vô số luồng sức mạnh từ thế giới trong tranh, cuồn cuộn chảy vào lòng bàn tay mặt sơn hỏa tiên. Nhìn thấy muôn ngàn lôi đình gào thét ầm ầm lao về phía mình, mặt sơn hỏa tiên vung mạnh cánh tay thon thả, lực lượng hội tụ trong lòng bàn tay nàng như mảnh hổ xuất lồng, gầm thét lao vào muôn ngàn lôi đình đang ập đến. Ầm, cùng với một tiếng nổ vang trời, khoảnh khắc này, cả thế giới trong tranh rung chuyển dữ dội, muôn ngàn lôi đình va chạm với lực lượng trong lòng bàn tay mặt sơn hỏa tiên, tạo ra khí lãng kinh hoàng xé rách hư không, dường như muốn nuốt chửng tất cả. Lực lượng thật là đáng sợ. Trung ương đại đế biến sắc. Nếu luồng sức mạnh này nhắm vào hắn, cho dù hắn là cường giả nửa bước đạo thánh cũng chắc chắn phải chết. Vị thanh đế này lại là đạo thánh, huyền nam đại đế nhìn bóng lưng áo xanh bay phần phật trong gió của lý chu quân trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi may mắn lúc trước lý chu quân chỉ phá hủy pháp bảo cổ thánh của mình chứ không lấy mạng mình chật bắt thần đại đế lúc này cũng tặc lưỡi vị thanh đế này hóa ra lúc trước giao đấu với ta hắn chỉ là đang chơi đùa thôi sao một chân hoàng nhìn lý chu quân ra tay trong mắt ánh lên vẻ phấn khích lưu lão tiên vỗ ngực tự nhủ phải bình tĩnh nhưng trên thực tế, trong lòng lưu lão tiên vẫn dậy sóng. Sau thời kỳ thượng cổ, giờ lại xuất hiện đạo thánh, cục diện trung ương đại lục này sẽ bị viết lại hoàn toàn, khi mọi động tĩnh đều dừng lại. Mặt sơn họa tiên mặt mày đen sì xuất hiện trước mặt mọi người. Tuy nàng đã tiếp được muôn ngàn lôi đình của Lý Chu Quân, nhưng đồng thời, thân hình nàng cũng bị Lý Chu Quân bức ra. Sau tầng thiên nhất, trung ương đại lục không được phép xuất hiện đạo thánh nữa, tại sao ngươi vẫn có thể hoạt động ở trung ương đại lục mặt sơn họa tiên khó hiểu hỏi lý chu quân ta có thể hoạt động ở trung ương đại lục có liên quan rất lớn đến ngươi lý chu quân cười nói liên quan gì đến ta mặt sơn họa tiên nhíu mày cảm thấy đầy nghi hoặc với lời nói của lý chu quân đúng vậy liên quan gì đến ngươi lý chu quân cười khẽ mặt sơn họa tiên được rồi chuyện này tạm coi như không liên quan đến ta, nhưng ngươi có thực lực như vậy, hoàn toàn có thể thoát ra khi ta đưa thần hồn ngươi vào đây, tại sao ngươi lại còn vào? Mặt sơn họa tiên lại hỏi. Để đánh ngươi khóc. Lý Chu Quân cười nói. Cái gì? Mặt sơn họa tiên trợn tròn mắt, nghe câu trả lời khó hiểu của Lý Chu Quân, không nhịn được hỏi, chúng ta quen biết nhau sao? Ngươi lại muốn đánh ta khóc, không quen, nhưng chính là muốn đánh ngươi khóc lý chu quân cười nói hoặc là bây giờ ngươi khóc một cái cũng được ta sẽ không đánh ngươi khóc nữa mấy người trung ương đại đế bắc thần đại đế huyền nam đại đế khóe miệng mặt sơn họa tiên lúc này cũng giật giật sau đó cười lạnh nói ta không dễ khóc như vậy đâu vậy ta sẽ đánh ngươi khóc lý chu quân nói vậy thì ngươi cứ đánh ta khóc đi mặt sơn họa tiên cũng bị lý chu quân khiêu khích đến nổi giận lời vừa dứt Mặt sơn họa tiên tâm niệm vừa động, lực lượng trong thế giới tranh vẽ như rồng cuốn biển gầm, hội tụ lại, triển hiện ra uy năng vô tận, cuối cùng ngưng tụ thành những ngọn núi hùng vĩ liên miên, che khuất cả bầu trời. Ngay sau đó, chúng như trời long đất lở, ầm ầm áp về hướng Lý Chu Quân, thanh thế vô cùng to lớn. Cảnh tượng kinh khủng này khiến Trung ương Đại Đế, Bắc Thần Đại Đế, Việt Nam Đại Đế, một Chân Hoàng, Lưu Lão Tiên cảm thấy một cổ áp lực chưa từng có da đầu tê dại. Nhưng Lý Chu Quân đối mặt với tình cảnh này, ánh mắt vẫn bình tĩnh ung dung, tựa như mọi chuyện xảy ra đều không thể phá vỡ sự điềm tĩnh này của hắn. Ta ngược lại muốn xem xem, ngươi rốt cuộc có thực lực gì mà đánh ta khóc. Mặt sơn họa tiên nhìn Lý Chu Quân, trong mắt ẩn chứa lửa giận ngút trời, phẫn nộ sắp phun trào. Theo lời mặt sơn họa tiên vừa dứt, hư ảnh những ngọn núi hùng vĩ liên miên bất tận che khuất cả bầu trời kia đã đến trên đỉnh đầu Lý Chu Quân, tựa như muốn một kích đánh hắn tan thành mây khói. Cổ khí tức kinh khủng kia khiến tóc tai, áo xanh của Lý Chu Quân bay phần phật. Lý Chu Quân chỉ bình tĩnh duỗi ngón trỏ ra, trong nháy mắt, một lực lượng không kém gì mặt sơn họa tiên hội tụ tại đầu ngón tay hắn. Một ngón tay khổng lồ như bạch ngọc, hùng vĩ mà bàn bạc, hiện lên từ hư không, tựa như chỉ một ngón tay là có thể nghiền nát vạn giới, khiến người ta chấn động tâm can dưới sự điều khiển của lý chu quân bạch ngọc cự chỉ va chạm với hư ảnh những ngọn núi liên miên che khuất cả bầu trời đang ầm ầm áp xuống ầm uhm, bạch ngọc cự chỉ va chạm với hư ảnh núi non toàn bộ thế giới trong tranh lại rung chuyển một trận dữ dội không gian vào lúc này bị vặn vẹo ngay sau đó hư ảnh núi non vỡ vụn từng tầng từng tầng bạch ngọc cự chỉ cũng vào lúc này nứt toát chỉ vậy thôi sao mặt sơn họa tiên cười lạnh một tiếng thực lực của ngươi cũng chỉ ngang ngửa ta dựa vào cái gì mà đánh ta khóc bởi vì ta có thể đánh với ngươi một vạn năm lý chu quân cười nói lời vừa dứt mặt sơn họa tiên hừ lạnh một tiếng lại thi triển thần thông giao chiến cùng với lý chu quân hai người ở trong thế giới tranh vẽ từ trên trời đánh xuống đất lại từ dưới đất đánh lên trời cứ như vậy kéo dài suốt mười 10 năm trăm 100 năm ngàn năm trung ương đại đế Bắc Thần Đại Đế, Huyền Nam Đại Đế, một chân hoàng, Lưu lão tiên, từ lúc đầu kinh ngạc, dần dần trở nên tê dại. Cạn ly, Lưu lão tiên say đến mặt đỏ bừng, một tay ôm Huyền Nam Đại Đế, một tay ôm Bắc Thần Đại Đế, nhìn chén rượu trên bàn gỗ, không ngừng la hét. Bắc Thần Đại Đế cười lớn, "Lưu lão tiên ngươi thật đúng là nhân tài, ngay cả rượu công kích thần hồn mà ngươi cũng làm ra được." Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Huyền Nam Đại Đế bưng chén rượu lên, tự mình uống một hớp, sau đó lại cầm một chén khác, rót cho Lưu Lão Tiên. Bên kia, một chân hoàng ngồi đã tọa tu luyện. Trung ương Đại Đế ngồi dưới gốc cây chống cằm, ánh mắt đờ đẫn, hoài nghi nhân sinh. Mặt Sơn Họa Tiên đang giao chiến cùng với Lý Chu Quân, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trong thế giới tranh vẽ, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mặt sơn họa tiên nghiến răng nghiến lợi hỏi Lý Chu Quân. Ngươi khóc một cái là được. Lý Chu Quân cười nói, vừa dứt lời, lại đánh một quyền về hướng mặt sơn họa tiên, tựa như sấm sét nổ vang, long trời lở đất. Mặt nhiễm họa tiên tức giận đến mức gân xanh trên trán nổi lên, ngươi cứ thích nhìn ta khóc như vậy sao? Ta khóc đối với ngươi có chỗ tốt gì? Hơn nữa, ta cả đời này chưa từng khóc, vừa nói, mặt nhiễm họa tiên vừa phải ứng phó với công kích của Lý Chu Quân. Điều này khiến mặt nhiễm họa tiên rất khó chịu, bởi vì nàng căn bản không thể làm gì được Lý Chu Quân. Khóc giả vờ được không? Lý Chu Quân hỏi hệ thống. Tiên, khóc giả vờ không quan trọng, chỉ cần khóc là được. Chủ yếu là muốn cho mặt nhiễm họa tiên biết hậu quả của việc đắc tội với ký chủ, khiến nàng đời đời khó quên. Hiểu rồi. Lý Chu Quân khẽ cười, sau đó nhìn mặt nhiễm họa tiên nói, ngươi khóc giả vờ cũng được, dù sao, chỉ cần khóc là được. Ngươi mẹ nó bị bề nha. Mặt nhiễm họa tiên nổi giận mắng, tức giận đến hai mắt đỏ bừng, nước mắt liền từ khóe mắt chảy xuống. Nàng cả đời này chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Bị một người ép buộc khóc, mấu chốt là nàng không thể làm gì được người kia. Nàng thật sự muốn tự tác mình mấy cái, rốt cuộc đã kéo một thứ đồ chơi gì vào trong thế giới trong tranh của mình vậy. Tiên, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đánh khóc mặt nhiễm họa tiên kiêu ngạo. Tu vi ký chủ tăng lên đạo hoàng thất phẩm, theo hệ thống nhắc nhở, Lý Chu Quân dừng động tác. Mặt nhiễm họa tiên thấy vậy ngẩn ra, sau đó dường như cảm nhận được khóe mắt mình ướt át, nhất thời cảm xúc xấu hổ lan tràn từ trong lòng nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói với Lý Chu Quân, "Ta khóc rồi, ngươi hài lòng chưa?" "Ừm, um, hài lòng rồi, sớm khóc thì đã không cần đánh lâu như vậy." Lý Chu Quân cười nói, mà lúc này, Trung ương Đại Đế, một chân hoàng thấy bên Lý Chu Quân đã xong việc, cũng đều đứng dậy chỉnh đốn lại hình tượng của mình. Lưu Lão Tiên, Bắc Thần Đại Đế, Huyền Nam Đại Đế giống như say rượu, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ngươi trước đó nói, Trung ương Đại Lục không cho phép có đạo thánh xuất hiện, vì sao ngươi lại ở Trung ương Đại Lục? Lý Chu Quân lúc này cười tủm tỉm hỏi mặt nhiễm họa tiên. Ta xuất hiện ở Trung ương Đại Lục, có quan hệ rất lớn với ngươi. Mặt nhiễm họa tiên nói. Có quan hệ với ta hay không trước không nói, nhưng nếu ngươi không trả lời vấn đề ta hỏi ngươi, như vậy ta sẽ tiếp tục đánh với ngươi. Lý Chu Quân thấy mặt nhiễm họa tiên muốn học theo, cũng cười tủm tỉm một câu, trực tiếp chặn chết lời tiếp theo của mặt nhiễm họa tiên. Mặt nhiễm họa tiên, ta cũng không phải đạo thánh, ta chỉ là bảo vật cấp bậc đạo thánh. Lý Chu Quân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là đang lợi dụng lỗ hổng. Ngươi phá hỏng chuyện tốt của chủ nhân ta, có bản lĩnh cả đời đều ở lại Trung ương Đại Lục, nếu không chỉ cần ngươi bước ra khỏi Trung ương Đại Lục một bước, chính là ngày chết của ngươi. Mặt nhiễm họa tiên lạnh lùng nói với Lý Chu Quân. Cho nên, chủ nhân của ngươi là không dám bước vào Trung ương Đại Lục đúng không? Lý Chu Quân mỉm cười, vậy mục đích ngươi kéo chúng ta đến đây là gì? Nói cho ngươi cũng không sao, chủ nhân của ta là Thanh Mặt Họa Thánh, lúc trước là một trong những người sống sót trong tay Tần Thiên, ta kéo các ngươi đến nơi này chẳng qua là vì giúp chủ nhân sàng lọc một cổ thân thể thích hợp để đi lại ở trung ương đại lục thôi mặt nhiễm họa tiên kiêu ngạo nói giống như sống sót trong tay tần thiên là chuyện gì ghê gớm lắm vậy mặt sơn họa tiên vừa dứt lời sắc mặt của mấy người trung ương đại đế bắc thần đại đế đều biến đổi lưu lão tiên lộ vẻ mặt cổ quái nhìn một chân hoàng một cái không nhịn được hướng về phía mặt sơn họa tiên hỏi chủ nhân ngươi là nam hay nữ? Nếu hắn là nam, lấy hoàng đế làm xác, chẳng lẽ hắn muốn làm nữ nhân sao? Một chân hoàng nghe vậy, nhất thời đầy đầu hắc tuyến. Càng rỡ. Mặt sơn họa tiên nghe thấy lời của lưu lão tiên, thần sắc lập tức ngưng trọng, quát lớn một tiếng, lưu lão tiên tại chỗ phun máu tươi, thất khiếu chảy máu, khí tức lập tức suy yếu. Huyền nam đại đế thấy vậy, vẻ mặt thở dài, ngươi cái lão già này, còn tưởng rằng nơi này là trung ương đại lục, ngươi muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ không ai dám quản ngươi sao, lưu lão tiên khóe miệng giật giật, nhã rượu của lão tử ra, ta dựa vào thực lực uống, mắc mớ gì phải trả lại cho ngươi. Huyền Nam Đại Đế khó hiểu. Ta phỉ. Bạch Nhãn Lan. Lưu lão tiên hướng bên cạnh nhổ một bãi nước bọt dính máu. Mặt sơn họa tiên thấy vậy, tâm phiền vô cùng, tay áo vung lên, trực tiếp đưa trung ương đại đế, các thần đại đế cùng với những người khác ra khỏi thế giới trong tranh, chỉ để lại một mình Lý Chu Quân. Đúng là mời thần dễ dàng tiễn thần khó, thực lực của Lý Chu Quân, không phải nàng muốn đưa đi là có thể đưa đi. Ngươi không đi, còn ở lại đây làm gì? Mặt Sơn Họa Tiên nhìn Lý Chu Quân đứng tại chỗ, sắc mặt không tốt nói. Chủ nhân ngươi hiện tại ở đâu? Lý Chu Quân ánh mắt sáng rực nhìn Mặt Sơn Họa Tiên nói. Hắn muốn mượn chủ nhân của Mặt Sơn Họa Tiên và hỏi một chút tần thiên nhất trong miệng bọn họ có phải thật sự là lão tổ của mình hay không làm sao ngươi còn dám đi tìm chủ nhân ta sao mặt sơn họa tiên cười lạnh một tiếng ngươi không xứng đối mặt với sự chế nhạo của mặt sơn họa tiên lý chu quân lại thản nhiên cười không nói một lời mặt sơn họa tiên thấy vậy cả người từ trạng thái dở cật ban đầu trở nên bất lực lý chu quân cứ như vậy tiêu hao ở chỗ nàng cũng không phải là chuyện tốt ta cũng không biết chủ nhân ta ở đâu mặt sơn họa tiên buồn bực nói nhưng khẳng định không ở trung ương đại lục như vậy lý chu quân thấy mặt sơn họa tiên không giống nói dối cũng không tiếp tục dây dưa nữa đưa ta ra ngoài đi thực lực của ngươi như vậy còn cần ta đưa ngươi ra ngoài sao mặt sơn họa tiên khóe miệng giật giật chẳng qua trong lúc nói chuyện mặt sơn họa tiên vẫn như đưa ôn thần nhanh chóng đưa lý chu quân ra ngoài có lẽ đây chính là câu nói mọi người thường nói, miệng nói không muốn, thân thể lại rất thành thật. Khi Lý Chu Quân một lần nữa mở mắt ra, bản thân vẫn duy trì tư thế câu cá, chỉ có điều lại có một con thỏ trắng lông xù, cuộn tròn người, dựa vào bên chân hắn ngủ. Ê! Lý Chu Quân có chút kinh ngạc dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt lông xù của con thỏ trắng này. Thỏ trắng thân thể động đậy, trực tiếp xoay đầu, đưa lưng về phía Lý Chu Quân, tiếp tục ngủ. Từ góc độ của Lý Chu Quân nhìn, con thỏ này giống như một quả bóng lông xù. Ngủ say thật đấy. Lý Chu Quân khẽ cười một tiếng, liền tiếp tục câu cá. Khi mặt trời lặn, ánh chiều tà màu vàng chiếu xuống mặt hồ trước mặt Lý Chu Quân. Con thỏ trắng nhỏ bên chân Lý Chu Quân, thân thể nhỏ bé, khẽ run rẩy, rốt cục mở mắt, giơ hai cái móng vuốt nhỏ lông xù lên, duỗi người, ngáp một cái. Tỉnh rồi. Lý Chu Quân khẽ cười nói: A. À. Thỏ trắng bị giọng nói của Lý Chu Quân dọa cho giật mình, cả người như lò xo so bật ra xa, đồng thời phát ra tiếng kêu thanh thúy của thiếu nữ. "Ngươi, ngươi, ngươi tỉnh rồi." Thỏ trắng dùng một tay kéo mặt mình, một tay chỉ vào Lý Chu Quân, vẻ mặt không thể tin nổi. "Sao, ta không thể tỉnh sao?" Lý Chu Quân khẽ cười nói. "Đương nhiên không phải." Trong mắt thỏ trắng thoáng hiện nét thất vọng dường như mất đi một nơi có thể yên tâm ngủ ngon nhưng ngay sau đó ánh mắt thỏ trắng lại sáng rực lên ta đã canh ngươi lâu như vậy ngươi phải đợi ta hóa hình hóa hình rồi ta sẽ cưới ngươi ngươi làm áp trại phu quân của ta cái gì lý chu quân kinh ngạc rồi bật cười ha hả ngươi con thỏ trắng này thật đúng là thú vị ta không gọi là thỏ trắng ta có tên gọi là lạc bạch ngọc thỏ trắng vội vàng nói lạc bạch ngọc sao Lý Chu Quân cười nói, sau đó có chút nghi hoặc, tên rất hay, nhưng tại sao ngươi bây giờ vẫn chưa hóa hình, thỏ bình thường không phải kim đan là có thể hóa hình sao? Ngươi sinh ra ở nơi này, không nên như vậy chứ. Bởi vì ta không phải thỏ bình thường. Lạc Bạch Ngọc khoanh hai tay trước ngực, vinh váo nói với Lý Chu Quân, còn nữa, ta gọi là Lạc Bạch Ngọc. Thì ra là vậy. Lý Chu Quân gật đầu, nếu ngươi đã canh giữ Lý Mổ lâu như vậy, Lý Mổ nợ ngươi một, thỏ tình, nhân tình thì cứ nói là nhân tình, làm gì mà màu mè thế, Lạc Bạch Ngọc khinh thường nói, sau đó ánh mắt nhìn Lý Chu Quân như nhìn thấy bảo vật hiếm có, ngữ khí kiên định, dù sao nếu không có ta, ngươi ngủ lâu như vậy, chắc chắn đã mất mạng rồi, bởi vì gần đây có rất nhiều yêu tộc hung dữ, cho nên bây giờ ngươi là tài sản riêng của ta, à, Lý Chu Quân bất đắc dĩ nói, kỳ thật ngươi không canh ta, ta cũng sẽ không có việc gì. Hừ hừ. Lạc Bạch Ngọc lộ vẻ mặt không tin, Nói khoác không mất tiền. Nói xong, Lạc Bạch Ngọc nhảy lên vai Lý Chu Quân, rồi nằm xuống, "Đi, đi ăn ngon nào." "Đi đâu ăn?" Lý Chu Quân nhìn Lạc Bạch Ngọc trên vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.